Hôm nay mình sẽ chia sẻ cái bí quyết mình mới vừa làm được nha mọi người. Vẽ một cái thanh thép lên qua bên Grasshopper mà mình dùng kết hợp Rhino, Grasshopper với Tesla nha. Thì ở đây thì mình đầu tiên mình sẽ xây dựng điểm trước nha mọi người. Như mọi người biết đầu tiên xây dựng điểm thì mình sẽ vô đây, vô Vector Construction Point. Thì ở đây mình chỉ giới thiệu sơ qua cách mình sẽ link từ Grasshopper sang lại Tesla thôi nha. Thì đây mình đã tạo được một điểm. Bây giờ mình muốn vẽ một cái thanh thép bẻ cong như vậy nè mọi người, nó lên cao như vậy nè. Đó thì mình sẽ làm như thế nào? Thường mấy bạn trong mấy cái phần mà kết cấu móng á, của nhà dân dụng, nhà phố hay là bên bê tông cốt thép á, hay vẽ cái loại thép uốn cong tròn vậy nè. Ở đây mình tạo một điểm, tiếp theo mình sẽ cho cái điểm này đi ra đây để mình muốn tạo thành một đường thẳng ha. Rồi mình muốn tạo thành một đường thẳng thì mình sẽ mô nó đây, mình mô mô như vậy vậy á, thì nó đã đi lên theo phương thẳng đứng rồi ha. Bây giờ mình muốn cho nó đi theo phương ngang trước nha. Thường mình sẽ vẽ ngang trước nha mọi người. Mình sẽ cho nó đi theo phương x. Đây, theo phương x. Sau khi mình đã dựng được điểm này theo phương x rồi á, thì bây giờ mình muốn cho nó khoảng cách bao nhiêu thì cái này tùy các bạn nha. Ví dụ thanh thép dài của mình tối đa là 11,7 m đi, thì mình sẽ giới hạn là từ 1 m tới 11,7 m luôn ha. Đó, đây, từ 1 m đến 11,7 m mình đang có để mét rồi nè. Đó, các bạn có thể di chuyển ra vô nha. Rồi, sau khi mình đã giới hạn này rồi, bắt đầu tiếp theo á, mình sẽ tạo một cái, mình sẽ nói một cái đường line ngay đây nha các bạn. Mình sẽ tạo một line. Line đây. Mình sẽ để điểm bắt đầu và điểm kết thúc. Thì đây điểm bắt đầu mình sẽ cho là điểm này. Điểm kết thúc mình sẽ cho là điểm này. Thì là được một đường line. Sau khi mình đã tạo được một đường line rồi các bạn, mình sẽ cho điểm này đi lên nữa. Thì công cụ tiếp theo mình dùng vẫn là mu lên nha các bạn. Mu. Đây, mình sẽ cho điểm này mu lên một điểm. Đây, nó đang mu lên theo phương này đúng không? Rồi, mình sẽ cho điểm này mu lên một điểm nữa. Đây, điểm này mô lên một điểm là mình đã mô lên được 2 điểm ha. Rồi tiếp theo bây giờ 2 điểm này á, được mô lên rồi thì mình sẽ làm gì tiếp theo đây? Tức là mình cũng sẽ tạo một đường line ngay đây, một đường line ngay đây nữa, là đây mình tạo thêm một line nha, line ngay đây là điểm này với điểm này. Rồi tiếp theo mình cũng tạo một đường line ngay đây luôn. Mình sẽ tạo một đường line ha, điểm này tới điểm này, điểm này rồi bắt đầu tới điểm này là điểm ngay đây đúng không, là được 2. Các bạn nhìn rõ không, là được 2 đường line. Nhưng mà mình chưa khống chế phương ha, giờ mình phải khống chế 2 điểm này, 2 điểm vừa tạo này theo phương nào, theo phương z, unit z này, theo phương z. Thì đây và đây đó, mình nhấn shift cộng nha các bạn. Shift cộng thì nó sẽ cộng, còn control trừ thì nó sẽ trừ đó. Các bạn xem xong các bạn like kênh giúp mình nha. Rồi tiếp theo bây giờ ở đây độ chiều cao này thì tùy theo các bạn cũng cho, không mình nghĩ thì thép thì cũng cho từ giới hạn từ 1 đến 11,7 m ha. Ok, xong. Sau khi mình tạo xong rồi á, lên xuống rồi á, bắt đầu mình sẽ tạo điểm ngang. Ngang như thế nào? Ở đây mình có một line, 2 line, 3 line. Bây giờ mình sẽ tạo đường ngang này và đường ngang này. Nhưng để tạo được đường ngang này và đường ngang này thì mình cũng sẽ mô điểm nha các bạn. Mô. Mình cứ double click vô đây rồi mình ghi chữ mô là nó sẽ mô thôi ha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ mô theo phương ngang, phương ngang đúng không? Ở đây một điểm đâu rồi, đi lên đây
Điểm này 2 điểm. 2 điểm nhân mu theo phương ngang. Phương ngang thì các bạn nên chọn là theo phương x nha. Tại đây mình đang theo phương x nha. 1 điểm. Rồi, điểm thứ hai này thì sao? Điểm thứ hai này cũng theo phương x luôn. Khi mình nói nó vô. Ý nhưng mà các bạn thấy gì không? Khi mình nói điểm này vô điểm này thì nó đi theo một hướng nè, tức là nó đi theo chiều dương này, nó đi theo phương x rồi. Vậy thì bây giờ mình muốn nó đi ngược lại thì sao? Đi ngược lại thì các bạn cứ nhấp vô đây, vô cái chữ motion, lướt chuột phải, sao các bạn để express và nhóm trừ x, nó là nó sẽ đi ngược lại thôi, rất là đơn giản. Rồi xong một cái. Rồi bây giờ mình cũng sẽ tạo line thôi. Đây mình cũng sẽ tạo line cho nó. Mục đích cuối cùng là mình muốn tạo polyline nha các bạn. Đây, điểm này 1 điểm. Điểm này 2 điểm. Là được một polyline. Tiếp, ở đây mình cũng sẽ tạo một line. Mình tách như vậy á, cho các bạn dễ hiểu. Ở đây mình cũng tạo đây một điểm, đây một line. Và đây, điểm này thêm một line nữa. Là hành. Đó, bây giờ bắt đầu để cho cái hàng này, tất cả các line này thành một gì? Thành một curl đúng không? Một polyline đúng không? Thì các bạn làm gì? Rất là đơn giản. Qua thằng curl, tới các bạn vô UT và các bạn chọn join curl. Đó, bây giờ nha, các bạn có thể chọn join nó lại nè, như mình nè, 1 nè. Rồi các bạn nhấn shift cộng 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè. Đó, là bây giờ nó đã tạo thành một curl. Khi đã tạo thành một curl rồi thì các bạn có thể vào fillet. Fillet cũng vào đó luôn á, vào curl, vào uni, ut, sau rồi vào fillet. Rồi xong, fillet thì chi? Mình muốn bo tròn góc này, bo tròn góc này, bo tròn góc này và bo tròn góc này. Nhưng mà nãy mình có đi theo cái này theo phương x rồi đúng không? Hai cái line này, nhưng mà mình chưa có khống chế chiều dài của nó, thì đây mình sẽ cho chiều dài của nó, mình cũng cho từ 0.1 đây, từ 1.7 vậy đi ha. Rồi đây xong, sau khi mình cho nó rồi á thì các bạn thấy gì không? Bây giờ mình sẽ bo tròn lại. Bây giờ các bạn muốn bo tròn đúng không, theo một cái bao nhiêu đó. Ví dụ như bây giờ đường kính mình cho đi, ví dụ như là phi tùy theo n lần của cái đường kính đó thì các bạn tự cho nha. Bây giờ mình chỉ cho con số thôi, thì mình cho là từ 0 chấm, có thể là từ 10 mili, từ 10 mili cho tới 100 mili chẳng hạn. Thì ở đây mình có thể cho 0.01 hay gì đó, 0.001, rồi tới 100 hay là 200 gì đó, thì các bạn tùy theo các bạn muốn cho bao nhiêu thì các bạn cho ha. Tại mình đang quy đổi đơn vị về mét đó, thì mình cho ví dụ như 0.01 đi, hoặc là mình có thể cho nó nhiều hơn 500 hay gì đó, mình cho nó dao động 0.5 đi. Thì đây radius, bắt đầu mình sẽ bao cong nó lại nha các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đó, mình bao cong nó lại nha. Đó, sau khi mình đã thực hiện được cái bước thao tác này rồi nè. Đó, các bạn thấy không? Thấy không? Khi mà giới hạn, ví dụ như bây giờ thanh thép của mình nó dài hơn nha. Mình cho nó dài tối đa 11.7 luôn đó. Rồi, ví dụ thôi. Rồi, bây giờ ở đây mình đã có một cái bao cong này rồi. Rất là đẹp đúng không? Rồi, tiếp theo mình sẽ làm gì? Bây giờ làm sao mình có thể link cái hàng này qua bên Tesla này, thì mình sẽ dùng phương pháp theo mình biết thôi nha, là mình sẽ là dùng steel beam. Rồi bây giờ các bạn sẽ ẩn đi các thứ không cần thiết, chỉ trừ lại hàng polyline thôi, thì các bạn quét, đó là quét từ phải sang trái, quét hết cho mình nguyên cái cụm này, thì nó sẽ chọn cái này và các bạn nhấp chuột phải, các bạn River off nó. Đó, còn cái nào còn hiện thì cứ off nó thôi ha. Cái nào mà chưa tắt được thì các bạn cứ off nó thôi. Đó, như cái này off luôn nè. Đó, thì còn lại cái này, đây là một thanh thép cong. Như vậy bây giờ mình muốn nhân đôi đi. Bây giờ trước tiên đua qua. Bây giờ đơn giản nha, bây giờ để đua qua cái hàng này ha.
Bây giờ mình muốn đưa qua thằng này đi. Cái đơn cho các bạn dễ hiểu ha. Cách là đúng không? Mình sẽ chọn beam. Beam đây. Vì nó là một dạng khơ nên các bạn phải nói khơ với khơ ha. Cho nó qua đây khơ. Đây. Thì bên đây nó đã hiện rồi nè. Các bạn thấy chưa? Mình đã cho nó hiện qua đây rồi nè. Đó. Sau khi mình cho nó hiện qua đây rồi, bây giờ cái profile của nó thì các bạn có thể cho theo tiết diện, thì các bạn vô profile catalog ha. Các bạn chọn ha. Ví dụ như ở đây mình sẽ chọn là nó là thép này là nó là D bao nhiêu đó, thì mình sẽ vô đây mình kiếm cái chữ D. Ví dụ như ở đây D50 thì mình chọn nó là, ví dụ như bây giờ mình cho thép đường kính lớn đi, D32 đi, thép gân đi. Mình cho vậy đi ha. Rồi ok cái xong. Rồi bắt đầu mình click vô đây. Ok. Nó sẽ cho mình ra nè. Nè. Đó các bạn thấy chưa? Thấy không? Thấy hình thép không? Đó. Bây giờ nó uốn cong rồi ha. Bây giờ nó uốn cong rồi thì bây giờ làm sao nữa? Sau khi nó uốn cong, ở đây nó có attribute nè, attribute hình hoàn của nó. Các bạn có thể cho nó là, ví dụ các bạn vô bạc attribute đi, mình ví dụ nha, bạc attribute. Thì ở đây bạc attribute thì nó có các tên nè, profile nè, rồi vật liệu nè, rồi hoàn thành như thế nào nè, rồi cái lớp của nó hay là cái màu của nó, rồi nó thuộc file máy ha, rồi cái này nữa nè. Thì đại ý là vậy thôi. Rồi ở đây attribute các bạn gắn nó vô ha. Đây là cái thuộc tính của nó nha. Attribute có nghĩa là thuộc tính của cái hàng này. Rồi bây giờ các bạn muốn tên của hàng này là gì? Theo mình nha, mình sẽ đặt tên của nó là reba ha. Các bạn làm sao? Double click sẹt sẹt hai sẹt nha. Rồi nhóm. Đây là thanh thép reba đi, mình ví dụ đi. Đâu mất rồi. Lại nha, sẹt sẹt nha, reba nha. Enter cái nha các bạn. Enter nó mới ra nha. Click vô, tên của nó là reba. Rồi, profile. Profile thì ở đây mình cho trực tiếp vô đây luôn rồi. Rồi, bây giờ khỏi nha, bắt đầu ở đây mình sẽ cho nó là material của nó. Bây giờ mình muốn cho nó material của nó thì ở đây mình vô material catalog nha. Material catalog, đó. Material catalog thì nó cũng là thép thôi, thì khối lượng riêng, trọng lượng riêng của nó cũng là 7850. Thì các bạn double click vô, các bạn có thể chọn trong đây material steel gì đó, chọn cường độ của nó hay nhiêu đó. Thì cái này á thì nó nhiều lắm các bạn. Các bạn bây giờ đây mình chọn đại thôi nha, mình ví dụ thôi nha. Ví dụ như mình chọn đại nó là thép á hả, thép bao nhiêu đó, ví dụ mình cho cường độ nó đại đi, 250 gì đó đại đi ha. Thì nó cũng là khối lượng riêng, nó cũng ra 7850 thôi. Đó, sau khi mình cho nó xong rồi, bắt đầu ở đây các bạn có thể đổi màu của nó. Ví dụ như ở đây nó đang có màu mặc định ha. Ở đây là coi nó là màu số mấy. Ở đây nó là màu số 3. Bây giờ mình muốn chọn cho nó màu khác đi. Ví dụ mình chọn cho nó màu số 7 chẳng hạn. Ví dụ mình cho nó màu số 7 đi ha. Rồi ở đây mình double click vô. Rồi coi nó có ra màu không. Đâu, double click vô mình chọn đây, dưới này chứ. Đây, màu số 7. Nó đổi màu rồi nè, rất là đẹp ha. Bây giờ ở đây màu số 7 xong rồi. Bây giờ có một thanh thôi, bây giờ mình muốn array nó theo phương này. Thì array như thế nào? Thì rất là đơn giản ha. Bây giờ ở đây mình sẽ quay lại hàng này đi. Mình vô đây đi, transform đi. Mình có cái mục array nè các bạn. Array box, array curl array nè, line array nè, Boolean array nè, rectangle array nè. Đó. Thì các bạn có thể chọn ha, mình ví dụ mình chọn linear array đi. Rồi, các bạn có thể tự khám phá thêm ha. Rồi linear array thì ở đây á, bây giờ thay vì á, bây giờ mình muốn array cái hàng này theo phương y đi. À, đúng không? Mình cho nó đi theo phương y thì đây mình sẽ chọn lại nha, mình sẽ cho hàng khơi này nè, móc vô đây. Rồi hàng này mình sẽ cho nó móc lại đây. Đó. Rồi bây giờ ở đây theo phương nào direction thì các bạn cũng vô thôi, vô vector lại, vô unit, rồi các bạn chọn ví dụ như theo phương y. Ở đây mình chọn theo phương y đây, mình chọn direction. Rồi ví dụ số điểm thì bao nhiêu đó thì tùy các bạn muốn bao nhiêu thanh thép hay bao nhiêu đó thì các bạn ghi vô. Rồi ở đây bây giờ direction theo phương y, ví dụ mình cho nó ví dụ khoảng cách là từ 1 mét cho tới hả, ví dụ khoảng cách là 1 mét tới 5 mét đi.
hoặc là 1 mét tới 10 mét gì đó, đại đại vậy đi ha, 1 mét tới 10 mét gì đó đại đi. Rồi ở đây, rồi ở đây mình cho khoảng cách ra ha, tùy theo các bạn ha, có thể khoảng cách nó 2 mét, 3 mét, 4 mét gì đó, thì cái đó cho các bạn, hoặc là mấy trăm gì đó, 200, 300 hoặc 250, thường theo mình nó hợp lý là rải là từ 250 là được rồi ha, 250 thì các bạn có thể chọn 0.25, từ 0.1 cho đến 0.25 gì đó, đó mình ví dụ thôi. Rồi thì ở đây thì các bạn cho nó tăng lên ha, tăng lên bao nhiêu đó, đó ví dụ thôi ha. Còn nếu mà các bạn muốn sửa, các bạn có thể vô đây lít chuột phải vô cái này edit, có thể maximum gì đó các bạn có thể sửa nó là lên tới 1 mét hoặc là 2 mét gì đó thì tùy ha. Ok rồi, đó nó đi ra thôi, 2 mét là maximum luôn nè.